Chài này cũng bự hả chú ha? Hả? Chài này cũng bự ha. Bự. Dạ. Lưới thưa thưa chút nữa bắt dễ dính cá hơn. Ừ, chạy coi như muốn làm chú mua chỉ tư Dạ. coi như là cực nữa như mướn thợ chỉ đạo nó kêu coi như là cái giải trên này nè Dạ. coi như là gáp coi như 50 đầu thôi đừng bự Dạ. nhưng mà cắt khâu vắng vậy là coi như là kêu nó là gáp 12 khâu Dạ. Là cái chài mà gọi nó là rộng miên là. ống Dạ. gọi là cà bự không phải tôi miệng nào Dạ. như bị tôi cũng biết gáp Dạ. Nãy giờ chú chài được 2 chài các bạn. Hơn 10 con. Bữa nay là do cống nó xả nên nó cho nước vô quá. trời ơi nói tại tôi ấy chứ thường là cái tôi đi chạy cái 1-2 ký nói không ở cống cũng vẫn có gì bình thường Dạ, cái này mình làm chả ngon hả chú ha. là nói làm chả hả đủ không thua thắt lát à Dạ. À, xem chú chài cá nha các bạn. Chài cá này là cá mè Dinh. Chú nay nhiêu tuổi chú? Chú nay nhiêu tuổi rồi? Ai? Chú nay nhiêu tuổi rồi? Tôi là 62 rồi. 62 đó hả? 62 mà còn đi làm hồ nữa hả? Tôi đang làm ở Sóc Trăng tính là nghỉ đang chuẩn bị đi dắt lúa. Dạ. Tôi là dắt lúa là tiện là ngon lắm gì. Dạ. Cái làm hồ nữa mà đói là chết thua vậy cũng nhậm nhọ mẹ vậy. Dạ. Tôi như mấy năm trước là tôi làm ở trên là thành phố á. Dạ. Cận là Tết qua làm nó điện là kêu tôi lên là tôi không lên. Dạ. Chú thứ mấy? Chú thứ mấy? Hả? Chú thứ mấy? Con thứ ba. Chú ba. Dạ. Vậy là chú ở đâu lận? Dạ con ở Hòa Tú á. Hòa Tú 1 á. Vậy là coi như là tới coi như là ngã tư Út Linh không? Dạ hút ngã tư Út Linh ngay xã Hòa Tú 1 luôn. Ở con cá bự quá nó giật cái chú. Coi coi như là chỗ đó là coi là nó làm lộ đó mà. Dạ dạ đúng rồi. Mà coi như không biết giờ là còn đang làm không à? Còn đang làm. Coi như là tôi tính là xuống dưới cà phê. Coi như làm đó. Dạ. Cà phê. Vậy là hút là ngã tư Út Linh sao? Dạ hút ngã tư Út Linh khoảng mấy cây nha chú. Dạ. À, không có con đi quẹo tới ngã ba quẹo, còn chợ Kinh thì chạy thẳng. Vậy là quẹo là đường nào? Quẹo về hướng Ngọc Đông á chú biết hướng Ngọc Đông không? Là biết. Dạ. Tôi đi chỗ nào cũng dụng dưới tôi cũng biết nha. Dạ. Vậy là hồi ngày đó là tôi đi lúa. Dạ. Rồi tôi mua lúa dụng. Cá này không mấy không bự ha. Cá này, không, ừ. Mấy con này hơi nhỏ. Có mấy con trong đây là hơi bự. Còn là cá này là cá lấy gì là dảnh nè. Cá dảnh. Ờ là mắc tiền. Dạ, à, cá dảnh nó mắc hơn cá mè Dinh. Ờ là mắc lên là thành phố chả nụ mắc thấy bao luôn, người ba con cá là quỷ nó mắc thấy mẹ. Rồi sao mình phân biệt được cá mè Dinh với cá dảnh chú? Hả? Cá mè Dinh khác, cá dảnh khác phải không? Ờ đấy, nó dịnh là khác sao á. À, rồi con cá này. Ờ. Con cá này là cá mè Dinh hả? Ờ. Dạ. Làm nhưng có dảnh cái thân nó không tròn bằng cá mè Dinh ha. Là với hai nữa là cái là dãy nó nhỏ nhỏ thôi. Dạ, vậy nó mạnh hơn cái mè Dinh. Ừ, đúng rồi. Cái đó người ta kêu cái là dảnh. Dạ. Con này là con gì ta? Con chim chét ha. Con này nó chết đó nha. Con này chết chết. Chết rồi. Chết rồi, con này chết rồi. Trời ơi, coi như là thằng nhỏ là tôi là nó đi mò. Nè. Mò đúng mà có thao thao. Còn ế không? Cái đây là cái đập cống nha các bạn, đập cống để ngăn nước mặn cho dùng chuyên trồng cây lúa đó bạn.
chú ấy đang lấy thế đêm trời nha các bạn. Tròn quá. Ở trên đây là có mấy đứa cháu của chú nha. Theo ông ngoại, ông nội để mà coi ông nội, ông ngoại chồng chạy. Thấy mình quay phim nó chạy vô nhà hết rồi các bạn. Giật dữ không chú? Ồ, chài này ít rồi. Có cái chài nãy chú chài gần đó nó dính nhiều đó. Thì về biển nó chài đâu? Dạ. Nó hồi mình chài mấy chài sau là nó động phải không? Nó động ngay là một lát mình hẳn lại chài nữa, có nữa. Dạ. Chứ bị mình bá chài cho nó cái sọt còn qua nó chài sọt quay lại chài liền. Dạ. Có con cá lau kiến nhỏ. Coi như đây là tới là tối là chạy là cỡ là 5-7 kg được. Dữ gì ra chú. Đây tới tối là 5-7 kg luôn á hả? Đâu mà không là xả cống đó, tôi chạy còn như đầy một thùng bê em luôn. Trời ơi. 10 mấy kg. Quá trời đã ha. Cá đó cái mình về mình cạo ra làm chả trời ơi, ngon. Coi là nó là mắm cũng ngon. Dạ. Ừ. Coi nhỏ là dùng dưới mà là nó có con nhảy đó. Dạ. Người ta bán là rẻ rẻ đó, cũng mua làm mắm đó. Nó làm mắm nụ là ngon nhất thầy. Có ăn con cà phê không bạn? Cá này là cá lau kiến. Con nó nhỏ là có con ụ là cá ký lô. Dạ. Hay là người ta kêu bằng quả tiễn. Quả tiễn cũng nói là cá lau kiến cũng nói nha các bạn. Ba độ là quỷ đó. Dạ. Cũng làm coi ra là coi chỗ nào mà có nó nhiều là cá nó chạy chân. Dạ. Ờ nó ăn là nó ở chung đủ nó... vụ là chắc đúng trà. Mà có nó vô từ từ rồi đụng ra cá kia không. Cá đi chân luôn. Đi chân. Ngộ quá ha, chắc nó quậy quá trời hay sao ha. Chạy nữa không chú? Chạy nữa không? Đi về dạy về đằng kia hả? À, mấy nhóc nữa bạn. Chạy nữa rồi. Bị mình chạy liền miếng là nó động á. Dạ. Rồi nó đi chạy là phải xa chứ. Wow, cái chạy này dính nhiều nè. Quá dính nhóc quá trời rồi. Quá trời rồi. Chục con hơn chục con nữa. Như là kẹt đi mặn chứ là không đi mặn. Hồi nó cống nó mở rồi nó ở nhà chạy xuống kẹt đi làm cho người ta. Dạ. Làm hết ngày. Còn hôm nay là chiếc là cái bọc ngày ấy đổ cá là đem vô cho bà nội mình mặn để là tối là bà la dữ lắm. Vừa là có cái bọc kiến rồi ai còn coi nhà đem vô cho bà mặn trước đi coi là tối là bà đâu là mũi cắn làm công ba con bốn con năm con sáu con bảy con tám con
chín con đây một con nữa nè, đây một con nhỏ nữa cái này nè. Đúng 10 con luôn các bạn ơi. Nãy giờ được nhiêu nè, cái này chắc hơn ký chú ha, cái này chắc cỡ 2 ký. Trời ơi, lại nhiêu đó cỡ 2 ký rồi, là ký. Là cá bự nhiều. Dạ. Chú tính ra đó chạy hay gì? Dây thắng xe tải xe gì đó nó đứt á, dây thắng như ga gì đó. Tôi với cột biển lại rồi là đem về cho bà nội mày với mạng người trước đây để vô là ta chạy là tới tối là đem về là giờ cái bụng nó mặn không được mũi gì hết. Rồi là phăng phăng là chờ lấy mấy con này là vô luôn á. Được 2-3 con nữa nè, chà này được 2-3 con nữa nè. Chài nó kế bên rồi dạ. Như là nó có gì nó động nó đi vậy chứ ha. Ờ nó động nó đi. Ba con. Đường bọc rồi kìa. Mà là mày đi ấy đụng la gụm mẹ. Đừng có la để cho. Để cho ông nội. Để cho ông nội chài. La quá người ta lại nhiều người ta lại chài mình chài không được nhiều. Vô luôn hả? Dạ. Con làm ở Sóc Trăng rồi con đi chợ ở Sóc Trăng luôn. Có gì là con mua ngoài Sóc Trăng. Dạ. Làm nghề gì? Con làm bưu điện. Trời mẹ gì em quá trời. Dạ. Cũng sống được rồi chú ơi. Rồi như lương là cỡ bao nhiêu 10 mấy triệu không? Dạ không có đâu. Con làm lâu chưa? Dạ con làm 10 mấy năm rồi. Ủa có như làm bật có như làm bên là bưu điện vậy? Dạ con làm bên kỹ thuật á, bộ phận kỹ thuật. À? Con làm ở bộ phận kỹ thuật. Dạ. Dạ lương con tầm khoảng 10 triệu rồi chú. Còn có như làm thấy có như làm bên là coi như là cái gì là bán đổi coi như là lắp đặt rồi đó. Dạ lắp đặt rồi này kia đó chú. Làm mấy thằng đó là mình lên đi làm cũng tiền quá. Dạ tụi nó có nghề cũng may vậy là sống khỏe chú ơi. Dạ mẹ làm đâu ruộng cũng có dư giả gì đâu. Dạ như kẹt là nông dân cũng có ruộng chứ không làm hoài cũng không thấy dư gì chú. Dạ đủ ăn đủ xài chú ha, thuận mùa thì được. Chú chài tròn quá. Trời, dạ. Quên vụ cây này là banh bên chài quá. Cây hả chú? Như cây chà là nước chảy quá đó, như là chắc chà. Dạ. Tôi làm nó khô. Dướng hả chú? Lại con vịn cho chú, con vịn ra chài cho chú ấy gỡ. Gỡ luôn hả? Bị dướng chà bạn ơi. Nước vô nó chảy mạnh quá, chà mạnh ha. Trời ơi chưa đâu. Như là có như ngày mai kìa. Rồi cũng là nó chảy cái gì. Có như là dưới thần á. Dạ. Ừ. Bị dướng cây hả chú? Ờ dướng cây. Dướng là gách chài. Gách hả? Ờ gách lỗ à. Rồi sao nữa lên giá lại. Ừ.
này chắc hết dính quá chú, nó ra hết rồi quá. Bị dướng cái chà dài quá bạn ơi, không có con nào hết, nó ra hết rồi. Cũng sống được chú ơi, mà cũng không dư gì đó chú ơi. Con cái rồi đi học đi hành. Chú chạy đi xuống dưới chưa được chút xíu đây chú. Lấy là cái nhà mới là căn là bên đây là coi như là khoảng là 700 triệu. À, vậy con về chú ơi. Dạ. Mình cũng xin khép clip lại đây nha các bạn. Chúc các bạn xem clip vui vẻ nha.